Chào mọi người, tôi là Dưa Leo. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu một bộ phim khoa học viễn tưởng của Mỹ. Kể về chàng trai có sức mạnh vô địch, chỉ cần đặt tay lên đất là có thể giải phóng sức mạnh kinh thiên động địa. X-Men, cuộc chiến chống Apocalypse. Mở đầu bộ phim tại thời kỳ Ai Cập cổ đại, thế giới do một dị nhân tên Apocalypse thống trị. Và lúc kết thúc sinh mạng của mình, Apocalypse sẽ đem linh hồn của mình truyền sang cơ thể của một dị nhân khác. Dùng cách này để có được sự bất tử. Một ngày nọ, người Ai Cập bất mãn với những luật lệ tàn nhẫn của Apocalypse. Họ khởi động bộ máy khiến cho tảng đá đâm sâm lên móng kim tự tháp. Kim tự tháp nhanh chóng sụp đổ, nữ hộ pháp vùng lên đấu trả. Dùng tính mạng của mình để bảo vệ cơ thể Apocalypse không bị tổn hại. Nhưng cuối cùng Apocalypse vẫn không kịp hoàn thành chuyển đổi linh hồn, bị chôn vùi trong đống đổ nát, mãi mãi chìm trong giấc ngủ. Mấy nghìn năm sau, Apocalypse lần nữa được đánh thức bởi các tín đồ của ông, con người sẽ phải đối mặt với thảm họa. Apocalypse chuẩn bị thành lập lại 4 kỵ sĩ, giành quyền thống trị trái đất từ tay loài người. Đầu tiên, Apocalypse tìm cô gái lang thang đầu đường xó chợ Storm, ban cho cô khả năng khống chế thời tiết. Sau đó, Apocalypse đến trong chợ giao dịch người đột biến, chiêu mộ thêm một người đột biến Nhật Bản, Psylocke. Tiếp theo, Apocalypse ban cho Angel một đôi cánh thép, biến hắn thành thuộc hạ của mình. Và mục tiêu thứ tư của Apocalypse chính là Magneto. Lúc này, Magneto đang ẩn giật trong một nhà máy thép ở Ba Lan. Một hôm, Magneto âm thầm dùng siêu năng lực cứu một công nhân. Nhưng cũng vì vậy mà anh đã để lộ siêu năng lực của mình, bị cảnh sát Ba Lan để mắt đến. Magneto chấp nhận đầu hàng, chỉ mong cảnh sát đừng làm hại đến con gái anh. Nhưng có một cảnh sát vô tình bắn một mũi tên, giết chết con gái anh và vợ Magneto. Magneto đau đớn tột độ, những cảnh sát có mặt tại đó cũng thuận thế bị án giết trong một giây. Sau đó Magneto đến nhà máy thép, chuẩn bị xử lý người đồng nghiệp bắn đứng anh ta. Còn chưa đợi động tay, Apocalypse liền xuyên không đến đây. Chỉ thấy mắt anh ta đảo lòng trắng, những người xung quanh đó đều hóa thành tro. Apocalypse đưa anh đến trại tập trung Auschwitz. Tại đây anh đã từng chứng kiến gia đình bị giết một cách dã man. Apocalypse xúi giục Magneto dùng siêu năng lực của mình để làm sạch thế giới xấu xa này. Magneto lần nữa bị Apocalypse đánh thức nội tâm đầy thù hận. Anh chống tay xuống đất, giải phóng siêu năng lực đáng sợ. Một trận gào thét dữ dội đã biến trại tập trung Auschwitz thành một đống đổ nát. Lại nói đến giáo sư X ngồi trên xe lăn bên này, trong trường học thiên tài mà anh ấy cai quản. Có Cyclops, người chỉ cần mở mắt laser là có thể xẻ đôi cái cây. Còn có cả Jean Grey, người có thể đọc hiểu được ý thức của anh, nhưng luôn không thể khống chế được siêu năng lực của mình. Và Peter, anh chàng xem xong tin tức, liền chuẩn bị đến ngôi trường thiên tài. Đi tìm tung tích của bố mình Magneto. Ngày nọ, người bạn cũ của giáo sư X, Miss X đột nhiên đến trường. Cô ấy yêu cầu giáo sư X mong chóng triệu hồi Magneto cho họ càng sớm càng tốt. Giáo sư X có siêu năng lực có thể cảm nhận được cảm xúc của mỗi người trên thế giới. Thông qua não chủ, anh thành công liên lạc với Magneto, đồng thời thuyết phục người bạn cũ của mình cải tà quy chính. Nhưng lúc này Magneto đã hoàn toàn trở nên xấu xa, anh không muốn quay đầu. Điều đáng sợ hơn chính là Apocalypse lợi dụng cơ hội này xâm nhập vào não chủ của giáo sư X và điều khiển ý thức của con người từ xa, khởi động phóng tên lửa hạt nhân. Vô số tên lửa khủng khiếp bắt đầu bay lên trời. Tất cả mọi người đều chìm trong cơn hoảng loạn, ngước mắt nhìn thế giới sắp bị hủy diệt. Giáo sư X và những người khác nhanh chóng sử dụng siêu năng lực để phá hủy não chủ, như vậy mới có thể thành công ngăn chặn tất cả. Nhưng Apocalypse đã xuyên không đến và đưa giáo sư X lên núi. Apocalypse sử dụng siêu năng lực để giáo sư nói cho cả thế giới biết anh ta sẽ lật đổ thế giới này, xây dựng lại trật tự mới. Lại nói về phía trường thiên tài, Peter lợi dụng siêu năng lực của mình cứu tất cả học sinh thoát khỏi vụ nổ. Bên quân đội cho rằng cuộc khủng hoảng tên lửa hạt nhân này là do những người đột biến giở trò, nên lập tức lái trực thăng đến, bắt hết người đột biến đưa đến căn cứ bí mật chuẩn bị tra tấn. Jean Grey, Cyclops và Peter, ba người thành công thoát ra ngoài. Nhưng lại vô tình thả Wolverine đã được biến đổi ở đây ra. Wolverine vừa xuất hiện đã giết vô số binh lính. Jean Grey dùng siêu năng lực giúp Wolverine hồi phục ý thức. Wolverine phẫn nộ cứ như vậy biến mất trong làn tuyết. Sau đó ba người cứu những người đột biến khác đang bị nhốt. Lái máy bay chiến đấu đến chiến trường Apocalypse. Lúc này Apocalypse giơ hai tay, cả thành phố phút chốc tan biến thành từng mảnh, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Apocalypse xây dựng lại kim tự tháp trong thành phố này, hắn chuẩn bị đem linh hồn của mình chuyển sang cơ thể của giáo sư X, cố gắng đạt được siêu năng lực của giáo sư để khống chế loài người. Còn Magneto đang phẫn nộ dùng năng lực bất khả chiến bại của mình thu hút mọi thứ trong thành phố. Cầu cổng vàng San Francisco lập tức bị phá hủy, nhà hát opera Sydney dần sụp đổ, trái đất rơi vào nguy hiểm. Mystique và Peter cùng bảo Magneto mau chóng dừng tay, nhưng một Magneto mới mất đi người thân, trong lòng chỉ còn thù hận. Một lòng chỉ muốn hủy diệt thế giới này. Ở bên khác, Jean Grey, Cyclops, Wolverine và người đột biến chiến đấu với kỵ sĩ của Apocalypse. Hai bên bất phân thắng bại. Trước mắt, linh hồn của Apocalypse đã thành công chuyển sang cơ thể của giáo sư X. Peter đến kịp thời dùng siêu năng lực cứu giáo sư lên máy bay. Sau đó lại cứu Cyclops và những người khác đi.
nhưng hai kỵ sĩ của Apocalypse rất nhanh đuổi kịp. Thời khắc quan trọng, Peter dùng tất cả năng lượng dịch chuyển đồng đội an toàn đến một đống đổ nát. Bên này nhìn thấy Mystic và Peter tuyệt vọng bỏ đi. Magneto cũng bắt đầu hồi tưởng lại những điều mà anh và giáo sư trải qua. Bọn họ từng là những người bạn tốt nhất của nhau nhưng giờ lại làm tổn thương nhau. Peter bắt đầu dùng siêu năng lực đánh mỡ bụng cho Apocalypse. Nhìn có vẻ ghê gớm lắm nhưng lại chẳng hề hấn gì với Apocalypse. Cuối cùng vẫn là Mystic biến thành Jean Grey cứu cậu. Nhưng cô lại bị Apocalypse một tay bóp chặt cổ. Giây phút mấu chốt, giáo sư X giữa đống đổ nát đột nhiên nghĩ tới mối liên hệ trước kia của anh và Apocalypse. Anh dùng siêu năng lực tiến vào ý thức của Apocalypse quyết đấu với hắn. Nhưng trước Apocalypse to lớn, giáo sư X căn bản không chịu nổi đòn của hắn, còn trong cuộc chiến hiện thực, đồng đội của anh cũng không thể chống lại hắn. Vào lúc Apocalypse chuẩn bị giết tất cả mọi người, đột nhiên có hai cây cột sắt lớn bay đến, xem đến đây cũng có thể hiểu mọi người bắt đầu phản kháng rồi. Magneto đầy thù hận xuất hiện, dẫn dắt mọi người chiến đấu với Apocalypse. Đối diện với ác quỷ của thế giới, kỵ sĩ của Apocalypse, Storm cũng đứng về phe địch. Triệu hồi tia chớp giáng đòn mạnh vào Apocalypse, giáo sư X trong ý thức Apocalypse cuối cùng cũng đánh thức được sức mạnh bất khả chiến bại của Jean Grey. Jean Grey lơ lửng trên không trước mặt của Apocalypse, hét lên một tiếng giải phóng siêu năng lực. Apocalypse đối mặt với sự phản công của mọi người, cuối cùng cũng hóa thành tro, thế giới hòa bình trở lại. Cuối phim, mọi người dùng siêu năng lực khôi phục lại ngôi trường thiên tài. Giáo sư tiếp tục đào tạo những người đột biến đối phó với những kẻ thù mạnh hơn. Sức mạnh của cái ác có mạnh hơn nữa cũng không thể địch được Liên Minh Công Lý. Được rồi, hôm nay tạm ngừng ở đây, dành thời gian fans tương tác với nhau. Tôi là Dưa Leo, hẹn gặp lại các bạn ở kỳ sau.